Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, các Phật tử thiện nam tín nữ gần xa đang quan tâm nhiều vấn đề về thầy Nhuận Đức thân mến. Vào buổi sáng hôm nay thì là một tiếng nói, là một sự chia sẻ hết sức đặc biệt của một người hàng xóm cạnh xung quanh cái ngôi chùa Hộ Pháp này, cũng ngụ tại là ở khu vực Vũng Tàu, thì cũng hơn 80 tuổi rồi, là có những lời nói thẳng thắn và chính trực về cái vấn đề của thầy Nhuận Đức và khả năng sắp tới là có thể thầy sẽ trở lại để thuyết giảng nha cả nhà. Thì mình cứ có cái lòng tin đặt trọn vẹn vào thầy. Và đối với cá nhân tôi ở đây thì với một đạo làm người, cho dù là đứng ở chiều hướng trung lập và nhìn nhận vấn đề là theo như cái lương tâm của một con người sống ở cuộc đời này mà nó dành cho cái thị phi phải trái trắng đen mà thôi, thì tôi rất là ngưỡng mộ thầy Nhuận Đức. Và cái gì sai tôi nói sai, cái gì đúng tôi nói đúng. Và tôi cũng muốn nói luôn, đối với là cái chuyện tu đó là thật sự mà nó quý hơn vàng đó, giúp người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng người ta nói nó còn bị mòn hao, chứ nói thẳng ra người tu được phước là không bao giờ mòn. Thì cho dù là danh cao vọng trọng cách mấy, thì cho dù người ta thấp hèn cách mấy, nhưng nghiệp đến với mình thì mình nhận. Đó là cái câu nói của thầy Nhuận Đức, là nghiệp tới thì thầy đón nhận đó, thầy không có phản kháng. Và Phật tử không nên tranh giành và cãi nhau ở bên ngoài nó mất hay, mà mình nên chuyên tâm niệm Phật mà thôi. Điều đó tôi lấy làm ngưỡng mộ. Và sắp tới đó là sẽ có cái lễ hội là rằm tháng 7 là âm lịch theo như thường niên hàng năm của truyền thống Phật giáo của Việt Nam, thì chắc có lẽ tôi cũng sắp xếp một cái chuyến đi để về viếng thăm nơi tổ đình hậu pháp của chùa Nhuận Đức, và biết đâu có một cái hữu duyên nào đó để đưa tôi đến để gặp thầy. Thì cũng như lần đầu tiên cho tôi mở mang cái tầm mắt, bởi vì tôi đã cảm nhận được cái tầm nhìn của mình qua mạng xã hội về những sự kiện đang diễn ra, còn tận mắt chứng kiến thì tôi chưa. Cái gì có tôi nói có, cái gì không tôi nói không, nó hẳn hoi. Thì bây giờ nè, tới cái giờ phút này quý vị hãy cùng nghe lời gan ruột là thiệt là chua xót của một người hàng xóm, là được gọi là hàng xóm thôi, thì cùng địa phương với ngôi chùa Hộ Pháp của sư Nhuận Đức. Bây giờ đến ngày mai thứ bảy á, là chùa có tổ chức là cho người mù đến khiếm thị. Thì hàng năm thầy tổ chức cũng phải là mấy đợt chứ không phải là một đợt. Còn cái năm nay là ngày 16 của tháng 6 vừa rồi là định thầy định tổ chức, nhưng thầy vì cái kỷ luật đó thầy mới ngừng lại. Thì người ta cứ đến, người ta hỏi hoài, điện đến hoài. Thì bây giờ thầy Nhuận Đức có nói với Phật tử rằng cái hôm chủ nhật đợt trước nữa là chị có về đấy đi cộng tu ngày chủ nhật, thì thầy có nói thầy chỉ đứng một chút xíu ở cái chỗ mà Phật tử ngồi đông, tránh điện trên tránh điện dưới, thì thầy có nói là thầy căn dặn là Phật tử nhớ thương thầy thì cứ tinh tấn để niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, chứ còn đừng có lo cho thầy. Thầy đã cầu nguyện với lại Phật tổ với lại hộ pháp thì gia hộ cho thầy, vì thầy làm những cái việc mà rất là có ích lợi cho Phật tử cũng như là chúng sanh. Chứ không phải là làm những cái điều gì mà phải quấy, nhìn thầy rất là vui. Trước khi đó cách đấy là một năm rồi, thầy cứ giảng là có những cái trường hợp mà người ta phát lên cao quá thì rồi cũng có ngày tụt xuống, cũng như cái diều nó bay lên với chú. Thì cũng có ngày nó đứt dây nó tụt xuống. Thì những cái lúc nói như vậy thì Phật tử đừng xem thầy là những cái gì. Thầy nói trước cách đây cả hơn một năm rồi, cho nên là mỗi một lần là nhà nào bây giờ thầy cũng trang bị cho một bộ tam thánh là Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát để về thờ tại gia. Trong cái đợt Covid-19 á, thì những người nào vào chùa trước được cái ngày người ta cấm giãn cách cái thì những người đó ở trong chùa rất là đông. Còn nhà chị thì cũng ở gần chùa, cũng là ở thị xã Phú Mỹ đó, thì các chị ở nhà thì mở các cái pháp tu của thầy thì ra để mà tu mà niệm Phật. Thì gia đình nhà chị nội ngoại đôi bên là không một người nào là dính Covid-19 hết. Rất là màu nhiệm. Thì bây giờ đến ngày 14 tháng 7 và ngày 15 tháng 7 này thì vẫn tổ chức Vu Lan ở hai điểm chùa.
là chùa mới và chùa và chùa Đại Tùng Lâm. Thì một mình thầy là không có là chủ trì, mà thầy chỉ là quản chúng thay cho hòa thượng hiện chủ Thích Quảng Hiển thôi. Chứ thầy không phải là chủ trì các cái chùa này. Thầy Quảng Hiển là chủ trì ha. Thầy Thích Quảng Hiển là chủ trì, năm nay thầy 83 tuổi rồi. Mà thầy đang tổ chức xây dựng một cái đạo tràng 4 để cho nuôi thêm người già. Mà khi mà thầy nhận đức mà chưa vướng vào cái vòng lao lý này thì thầy có đến các cái chỗ mà bãi làm ấy, thầy cũng hướng dẫn, thầy cũng giảng lên. Và có một người Phật tử ở nước ngoài mà người ta có một cái công ty mà làm sản xuất gạch men các cái thứ, thì cô đó phát tâm nếu như là toàn bộ mà gạch men ở gạch men mà lắp cho cái chùa đó thì thầy đừng có phải mua đâu, công ty con là cúng dường cho cái chùa này là lắp hoàn chỉnh, một cái chùa bao nhiêu tầng cũng hát đủ. Đứa con gái của nhà cô này và của nhà chị này thì nó có phúc tâm rằng nó nói má nói đi mấy thầy là cho con khi mà chùa mà hoàn chỉnh thì cho con cúng một cái tượng Phật Di Lặc. Thì bây giờ hình thức là con đi đặt, con đem đến kích thước bao nhiêu thì nói cho con biết, mà không thì nói cho tiền. Thế là thầy mới nói là để thỉnh cầu với lại viện chủ đã để cho ý kiến rồi thầy mới chấp nhận cái lời cúng dường này. Đó, còn như các cô này này, bây giờ cô là đi chùa ở đấy nhiều năm rồi, thì bây giờ cô cũng 71, chị cũng 71-72 tuổi rồi, nhưng mà định là đi ra sau này đi ra chùa ở, mà các con nó bảo thì bây giờ má còn khỏe, má ở nhà chút đi đã rồi má cứ tu ở nhà đi, rồi lúc nào má thích thì má ra để má ở, ở ngoài sướng lắm chút. Chứ không phải là khổ, bởi vì các chị là đi ra chùa là ở đấy là thương các cô các chú lắm, mà mỗi một lần mà lễ là quân bao nhiêu là mùng mền này nọ, rồi sau thì đặt cả nửa tháng chưa hết. Thì giờ thầy nhận đức đợt vừa rồi thầy chưa bị phạt ấy, thầy có nói là bây giờ những ngày lễ lớn thì các cái Phật tử là mang một cái đèn nhỏ rồi một cái gối nhỏ để mà ở lại thì tự trải ra ngủ, xong rồi đem về tự mỗi người một đặt đi một chút, chứ cứ để cho các cô các chú ở trong chùa này thì quá là mệt mỏi. Thì bây giờ các cái đợt đây là mấy người cũng đã nghe theo lời của thầy là đã chuẩn bị các cái thứ như vậy rồi. Thì mấy cái năm trước là thầy cứ xuống nấu ăn, những cái đoàn Phật tử mà đến thì hỏi thầy nhận thức đâu, thì người ta chỉ thầy đang nấu ăn ở trong bếp đấy. Thì thầy cũng mặc áo tràng vào, thì cái áo đi nấu ăn thầy vào, thầy ra thầy chào đâu đấy rồi thì ngồi nói chuyện với thầy. Thì thầy rất là bình dân, chưa thấy một người thầy nào mà lại như vậy. Bởi vì nó khi mà hồi xưa là thầy ở trên chùa thầy Đắc Nhàn á, thì thầy Đắc Nhàn thầy cũng có nhận xét là thầy nhận đức này ăn nói chưa có chuẩn, là vì mới học có lớp 3 trường làng, rồi cha mất sớm, không có ai dạy, cho nên bây giờ lên rồi nói không có suy nghĩ, cho nên nếu mà chúng các chị này cũng bất chấp thầy nói cái câu như vậy thì các chị cũng không có chịu, bởi vì tôi nói là lên nói bái chúng bái chặt cái câu ấy là mấy chị là bức xúc lắm. Mấy bà nói là em mà có biết có cái kênh nào để em lên chia sẻ để bảo vệ cho chị Đức chứ tội chị Đức. Nếu mà thầy Tất Nhàn ấy, thầy đã biết là thầy Đức không có cha có mẹ thì thầy nhận thức là ở trên cái thầy Tất Nhàn là 5 năm rồi, mà tại sao thầy không huấn luyện, thầy không giáo dục mà giờ đến giờ này nó xảy ra một chút chuyện mà thầy lại nói những cái câu phụ phàm như vậy. Các cái Phật tử thế này cũng buồn cho thầy Đắc Nhàn. Nhưng mà các cái khóa tu, các cái chương trình tu là thầy nhận đức học toàn bộ ở thầy Đắc Nhàn đem xuống. Chứ đó là khi mà thầy Đắc Nhàn đi sang Mỹ hàng mấy năm trời á, thì thầy nhận đức ở nhà là lo công chuyện xây dựng nhà cửa quản chúng, mà thầy con cái là thầy cái tình thương của thầy với mấy bà già và bà quý lắm. Một tay thầy là mỗi một lần có bà cụ nào mất là thầy tự khênh quan tài đưa lên xe, không một người nào là thầy không khênh. Mà nửa đêm là thầy đi kiểm tra. Còn nếu mà thầy có nói là nếu mà
nghe mà thầy giảng một một cái buổi chủ nhật đấy, thật là thầy giảng tới 2 tiếng đồng hồ thì quá mệt mỏi rồi, đến khi mà không có kiểm soát được thì làm cho người Phật tử cười để cho nó vui, cho nó khỏi buồn ngủ á, để mà dự được cái tu xong được cái cúng thắng thanh, cúng thí thực và ra cho người ta dự hết cuối đời thì mới cuối buổi thì mới được. Cho nên là thầy rất là hôm nọ ra gặp thầy thì thầy có nói là thôi các cô các chú thì Phật tử thì cứ tu cho ngon lành đi, còn thầy đã có về trên sắp xếp, đây là kiếp nạn của thầy, thầy của nhận đức, chứ thầy không nói là của nhận đức thì nhận đức tự sắp xếp thôi, nhận đức tự tu thôi, còn cứ Phật tử cứ lo đi mà tu đi chứ đừng có lo gì cho nhận đức hết á. Thầy nói như vậy. Thế thì một ngày mà một kỳ đợt vừa rồi là tháng 9 năm ngoái lễ 3.000 Bồ Tát Quán Thế Âm là 3 ngày, một ngày là thầy giảng pháp là 4 lần 4 thời giảng pháp, xong rồi đến tối thầy thì đọc cho bà con Phật tử là lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đợt vừa rồi vắng thầy thì các Phật tử đi rất là đông, nhưng mà có những cái thầy mới lãnh đọc các cái danh hiệu của Bồ Tát lên như thì Phật tử lẽ là đúng 3 tiếng thì xong 500 danh hiệu, nhưng mà cũng hoan hỷ cho thầy là thầy mới lắm, lúc những thầy mới thì còn quấn ly nó còn tụt xuống mỗi một lần tụt mỗi một lần tụt đi xuống thì Phật tử chỗ này để vỗ tay động viên cho thầy thì là có tinh tấn nghe ủng hộ Phật tử ở đây thuận thành lắm chút, chứ không phải là còn khi mà tu xong thì cái đợt vừa rồi nhiều Phật tử đến cái chùa Đại Cửu Lâm là không có cơm ăn là yếu, thì nhà chùa là cứ sợ là nấu ra rồi không có người ăn, ai ngờ 10 mấy 20 ngàn người, những người đi sau là không có cơm thì lại tiếp tục đi nấu cháo, các cô lại nấu cháo để cho các Phật tử rồi mang bánh mì đến tu xong là mỗi người một ổ bánh mì. Còn các cái đợt tu như kia thì tu trong ngày mà mừng thọ hàng năm là đầu năm tháng giêng, nữa là tặng máy niệm Phật cho các cụ này, tặng khăn quàng này, rồi tặng máy niệm pháp này, thì không có lúc nào chưa từng thấy một người nào mà làm tu toàn cho các cụ như vậy. Cho nên bây giờ thầy Nhẫn Đức ở ảnh đại không có được giảng thì các cô vẫn chủ nhật nào các cô cũng đi ra lễ, chứ không có các cô không có nghỉ. Cho nên là coi cái kênh của chú và cái kênh của thầy Phước Niên á, thầy giảng giải rất là đi vào lòng người, và nó đúng như là như thầy Phước Niên thì giống như là một đại đức để đi giảng pháp cho mọi người nghe chú. Nhưng mà chú bên chú thì chú nói tận tường nghe đâu có tình có lý, rất là hợp lý. Cho nên ngày mai là ngày chủ nhật ấy, chú cố gắng về dưới chùa một lần đi chú. Hôm vừa rồi thì cái chú mà nhạc kế Nhất Phương ấy chú. Con biết. Nhạc kế Nhất Phương ấy thì có vào chùa, nhưng mà cái đợt đấy là mới lùng xùng cái đầu tháng 6 ấy, cho nên là nhà chùa đóng cửa, không có mở cửa, nên là chú Nhất Phương lại quay về. Chú Nhất Phương cũng có những cái ý kiến, nhưng mà nó hiểu biết thì phải nhận được một phần. Xưa thì chú nói là chú có phản cảm, nhưng bây giờ càng nghe thì càng thấy tội cho phải nhận được một cái hình phạt nặng hơn hai cái ông kia là không đúng. Ông Tích Công Quang với ông Nhất Minh á, Thánh Minh á, cho nên là nhiều người cũng đang cầu cứu các cái kênh của các chú có những tiếng nói để có thể nhận được sớm trở lại, chứ các cụ già các cụ khóc lóc các cụ không ăn cơm hết, buồn lắm. Cho nên là bây giờ nhờ chú là chú cũng nghe ngóng rồi, chị cũng nhiều lần là chị muốn gọi cho chú rồi, nhưng mà không biết chú có tiếp nhận câu chuyện hay không. Dạ có ạ. Cho nên là các chị cũng thương thầy. Chú biết không, ngày tất niên 25 tháng chạp năm vừa rồi đó, mấy cục cánh gạo mà không phát chia cho được Phật tử, còn các chị đi ngồi ngoài thì các chị đến được các chị thì cũng hết rồi, các chị mất nghỉ hết khoảng còn 2.000 người nữa không được gạo đó. Cho nên là cứ phát cho mỗi người 10 ký gạo, mỗi người 10 ký gạo, mỗi người một ký thàn vàng, là hôm ấy hôm tất niên đó. Rồi những người nào thầy mời á, gia đình nhà ai khó khăn 3-4 người, 5-7 người thì cứ một tuần về chùa thầy ăn Tết, thầy vui hết luôn.
Đợt vừa rồi là 4.000 người, Tết vừa rồi là 4.000 người, 2.000, 3.000 chùa, 4.000 người ăn Tết ở đó. Dạ. Rồi, Tết Trung Thu thì cụ ăn bánh, Phật tử đến cộng tu cũng được ăn bánh, Trung Thu ai cũng được ăn đầy đủ hết rồi. Nhưng thầy Nguyễn Đức á, thầy nói thương thầy thì cũng đừng có đưa tiền cho thầy, bỏ rồi là vào thùng tam bảo á. Còn những các cô nhà nghèo thì nhà nghèo thì đâu có tiền, đi lần 20, lần 50 cũng gần đảm bảo ruộng phước điền thôi, thầy bảo không có tiền cũng được. Mà thầy đã nấu cơm đã rồi thì thầy ăn, thế mà không ăn được có tội. Người ta bảo ăn của chùa mà luật phải tội, nhưng mà thầy bảo là không ăn là có tội vì các cô đã chuẩn bị ra rồi để thừa. Còn cái chuyện này nè, những cái người mà ở khu công nghiệp đi bảo vệ là chưa nào cũng 200 hộp cơm để chở ra ngoài khu lập pháp đừng thấy người bảo vệ người ta ăn với công chú đơn lại đơn giản thì kích mắt chị ở đấy chị thấy nè đó. Các dần dần những cái công ty nào mà gần thì cũng có người đến lấy người hộ năm hộ về, còn nó cho các chú chở một cái xe ta xu đem và trong khác thì chú thấy có một người nào mà làm được như vậy Nguyễn Đức thờ. Dạ, khó. Cho nên là thương thầy đó, thầy vui mà một năm hè nào cũng tổ chức đại giờ học đệ tử huy bên chùa Hộ Pháp là cho nữ mấy trăm đứa nữ, còn bên chùa Đại Hùng Lâm thì nam ở bên đó. Thế cho nên là dạy nhà chị cũng có mấy đứa cháu, là thầy còn cứ chủ nhật là hè là cho nó về đến học đại tử huy, đứa nào về cũng mặt mạnh trắng trẻo không chơi đen nữa luôn. Ở nhà thì còn chơi vui mà đi đấy là không có chơi game, thầy dạy vậy đó. Cho nên là nhiều người cũng mến mộ thầy, mà giờ cấm vĩnh viễn thầy thì thầy cũng buồn, mà Phật tử cũng buồn. Mấy cái chú kia thì đâu có thiết pháp, ai sắp tay là không được nghe thiết pháp, chỉ có mà mở những cái bài cũ của thầy ra thôi. Mà nếu mà chú mà xuống đấy mà nếu mà có cơ hội riêng nữa, chú lại mất cái mấy thiết pháp của thầy về chú nghe thì chú mới thấy là cái đảng của thầy là từ đầu cũng luôn như thế nào. Thầy đôi khi thầy thay trò cho Phật tử là khỏi buồn ngủ thôi. Thầy có ý gì hết á, thì đây thầy cũng là cái kiếp nạn của thầy, mà thầy nói trước lại đây một năm rồi. Thầy đã nói sau này không đi chùa được thì cứ ở nhà mà tu, cũng có lúc là lên cao được cũng phải bước xuống. Đây là nó thành một cái nội quy, cái quy luật nó đã như vậy rồi, cho nên Phật tử cũng có ngỡ ngàng. Thầy nói vậy đó mà cứ đi trang luôn. Dạ. Thầy giảng bài là đi từ trong gia đình đi ra, còn những các cô này tu lâu rồi thì ví dụ cô hãy nghe pháp của thầy là chuẩn bị không, rồi pháp của thầy thì nhất hạnh thầy cũng thất hòa, nhưng mà các thầy là giảng cao lắm, thầy thích nhất hạnh, trình độ của ai thâm cao thì mới hiểu được những cái lời giảng thầy thích nhất hạnh. Dạ. Còn những cái người mà tu đè dưới đất ấy, thì là phải có thầy Nguyễn Đức giảng thì người ta mới mở mang ra, người ta mới tu lên được. Dạ. Chứ còn giảng cao hẳn như thầy thì chắc hẳn là mấy cái người ở làng là không có tu được gì luôn. Dạ. Đó. Thì chị có số ý kiến thì cũng ngay ngắn gọn thì cũng tóm tắt lại, mà chị thì có tha thiết là chú nên về ngày mai chủ nhật ha. Cái ngày mai là cái ngày mà người mù á, để chứng chứng kiến cái cảnh ở cái chùa đây thì là chú mới thấy thương thầy rất thiệt. Cho nên là đi đến về chùa nó mát, nó thành, nó tịnh, nó đến cái chùa đây là phước bao nó cũng tăng lên nhiều chút. Cho nên là chị cũng có đôi lời ngắn gọn như vậy thì chú lượm lắt ra rồi chú cố gắng thì chú chia sẻ với người ta. Con thì con cũng chia sẻ lại như thế này. Tại vì con cũng còn trẻ nên gọi con là con cháu được rồi. Rồi vấn đề mà vừa trình bày đó là con rất là đồng ý. Thậm chí con cũng sẽ lên một cái video là chia sẻ riêng về góc độ của thầy Giác Nhàn. Tại vì hồi nào giờ con cũng tôn trọng thầy Giác Nhàn, nhưng vấn đề mà cái cách ứng xử ở trên mạng vừa rồi thì nó cũng không có được hay cho lắm. Bởi vì nếu như theo quy luật cuộc sống này á, thì con nói với cô là mũi dạy thì lái chịu đòn. Thì bây giờ ví dụ như thầy Nhuận Đức không được ăn học, mình nói thẳng theo một cách thực tế,
là từ cái thời nhỏ sống với ba mẹ, thì tại vì cái điều kiện hồi xưa con nghĩ cũng khó khăn hơn bây giờ đó. Thì ví dụ như đã gửi gắm cho thầy những đức nuôi dạy, thì trong bao nhiêu năm đó thì cái người chịu trách nhiệm để đào tạo cũng như là hướng dẫn về mặt giáo dục cho thầy những đức là ai? Tức là thầy Giác Nhàn đó. Mà bây giờ chính thầy Giác Nhàn lên nói, ừ thầy những đức hồi xưa không được ăn học đồ như này như nọ, không được dạy dỗ. Vậy bây giờ, vậy trong thời gian đó là đệ tử thầy Giác Nhàn, vậy ai là người đứng dạy đây mà thầy Nhất Giang Giác Nhàn lại nói như vậy? Thì chính thầy Giác Nhàn, chính thầy Giác Nhàn là cái người dạy. Thì nếu như vậy thì chính thầy Giác Nhàn phải nên tự kiểm điểm là bản thân mình. Thì ví dụ như học trò mình mà ra ngoài, ví dụ như con nói học đường thôi, học phổ thông thôi, học sinh thôi, ví dụ như học trò mình mà đi ra ngoài làm lỗi với lớp khác thì giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chứ ai? Tại vì mình quản chưa có tốt, mình dạy chứ mình truyền đạt nó chưa có hay, chứ đâu đổ lỗi hoàn toàn tại học trò. Cái này ví dụ như mình giống như lãnh đạo cơ quan nhà nước thì cấp dưới làm sai cách chơi, cấp lãnh đạo là phải nói chung là chịu về trách nhiệm quản lý. Đúng rồi chú à, chỉ có ý kiến này với chú nữa này, mà nhiều các cái cô Phật tử già với lại mấy chú tròn tròn tuổi như các cô am hiểu thì nói là bây giờ thầy Giác Nhàn ấy, thầy thấy mỗi một lần tổ chức lễ vía quán thế âm thầy cũng tổ chức 3 ngày đông vui lắm, thì tặng đèn bông sen cho các Phật tử, một cái bông sen 100 mấy mà chú nhân với bạn hôm đó là tặng 20.000 cái đèn bông sen rồi không đủ, đến ngày hôm sau thì trở về 8.000 cái nữa mà vẫn không đủ. Còn những người nào không được thì tùy hỷ, là chú biết là cái lễ vía quán thế âm hết 28.000 cái đèn bông sen chưa, mỗi người chỉ được nhận một cái thôi để dâng lên lễ Phật thưa chú. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ông thầy Giác Nhàn, người ta đánh giá ông thầy Giác Nhàn là ông mới thấy ông thầy Nguyễn Đức cái trẻ người non dạ mà làm những việc lớn như vậy, có ý là ông hơn danh ấy. Ông hơn danh với ông thầy Nguyễn Đức ấy. Ý là vậy ấy. Cho nên là nói thì người ta nói bức xúc nghe cái ông thầy nói là không có cha không có mẹ học hành đến nơi đến chốn. Trước khi thầy Nguyễn Đức có chia sẻ, thầy Nguyễn Đức làm muốn đi tu thầy đã đi nấu ăn ở nhà hàng 11 năm ở nhà hàng. Một gần cái năm gần đầu gần cuối là thầy là ăn chay nhưng mà thầy vẫn nấu mặn. Thế thầy bảo bây giờ mình ăn chay mà mình nấu mặn thì không nên, nhưng thầy quyết tâm là thầy đi tu. Dạ. Thầy chỉ còn có 500.000 đồng bạc để thầy đi vào một cái chùa ở mà không thầy tu cũng pháp môn đó, thầy không tu, thầy đi lên Quan Âm. Thầy lên Quan Âm thì thầy cùng xuống chỗ mà mẹ Quan Âm ấy, mẹ ơi con chỉ còn được có 500.000 con bỏ vào thùng tâm bảo này, bây giờ con bảo con xin thầy chủ trì, thầy chủ trì không cho con ở, con cũng ở con tu đó. Thì thầy quyết tâm chỉ có 500 thì cũng thường mà thầy ở đi suốt 5 năm trời, thầy đi đổ bê tông, thầy đi làm cái này cái kẻ, cuộc đời của thầy nó khó khăn lắm mà. Yeah. Tại sao thì Giác Nhàn vừa rồi lẽ ra thấy thầy nói như vậy thì trực tiếp gọi thầy lên chia sẻ với thầy được, và không có được như vậy, mắc gì thầy Giác Nhàn đi lên mạng mà nói nửa trái đổ đầu thêm mà cho người ta càng phẫn nộ thầy Nhận Đức nữa. Yeah. Tội thầy Nhận Đức, người ta thương thầy Nhận Đức ở cái đoạn như vậy. Yeah. Thầy Giác Nhàn mà khi người ta thấy thầy Nhận Đức này đáng thì người ta cứ tâm đắc là thầy này là đã gốc ở từ lâu, là có cái tâm bồ tát thương yêu nuôi chăm sóc các cái cụ già được như vậy. Chứ hồi xưa nuôi ở trên đó thì một tay thầy Nhận Đức thì thầy Giác Nhàn cũng chỉ cứ ngựa chăm hoa đi nước ngoài trong đi nước ngoài đi nước kia, đến chưa được thầy Nhận Đức là 10 năm nay thì chỉ có một cái chùa, còn 2 năm nay thì ít tháng đến 2 cái đạo tràng thì thầy mới đi đi một tháng nữa, 4 ngày chủ nhật là cộng tu là có tủ mắt thầy không vắng một buổi nào, không vắng mắt thầy một buổi nào, đến lúc nào cũng có thầy ở chùa. Yeah. Thầy nấu ăn mồ hôi mồ kê lem đợi có cái đoàn khách nào mới thì thầy bỏ cái mũ nấu ăn ra thì ngồi thì nói chuyện, lúc rồi thầy lại đo thì xào yeah. nấu nấu rồi. Thầy tội lắm, cho nên là người ta nói á, có như cái con bé ở Phật Hòa Hảo đấy, cái con bé gì đó, con bé ý như ý đó. Yeah. Con bé tí nó cũng lên nó giảng cho mọi người lớn xù lên nghe đấy, tại sao nó không có học đi. Yeah. Nó có cái gốc ở trong người người ta rồi. Còn thầy nói rất là thầy có thể giảng pháp như vậy được, thầy không có soạn bài, thầy chỉ có niệm Phật mà nó sinh ra pháp để thầy nói thôi. Yeah. Chứ thầy không có soạn bài gì hết. Thầy lên là thầy nói một leo như vậy thôi, chứ thầy không có chuẩn bị giáo án giống như là giáo viên dạy thôi chú. Thầy yeah. lên là thầy niệm Phật. Đấy, chào chú thì chị đang có khách nha. Dạ dạ, rồi con cảm ơn cô.